Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ làm về cái quy trình hàng nhập trong vận tải hàng không. Cũng như trong suốt video mình sẽ lọc ra một số từ vựng tiếng Anh thông dụng trong ngành. Lý do mà mình làm cái video này là tại vì lần trước khi mà mình post cái video về kể chuyện hàng xuất và lọc ra một số từ tiếng Anh thông dụng thì mình thấy khá nhiều bạn quan tâm cũng như là bình luận và nhắn tin cho mình chia sẻ thêm những cái video tương tự như vậy. Và mình nghĩ là cái cách học như vậy cũng khá là hiệu quả. Tại vì nếu mà mình liệt kê ra các từ vựng thì mình làm cũng được thôi, rồi mình lưu vào file Word rồi gửi cho các bạn, thì liệu các bạn nhớ được bao nhiêu phần trăm cái lượng từ vựng đó, cũng như các bạn có hiểu cái cách sử dụng các từ đó trong ngành logistics hay không. Cho nên là mình đã quyết định khi mà mình nói về một cái quy trình nào đó, mình sẽ liệt kê ra các từ thông dụng để cho các bạn tăng cái lượng từ vựng trong ngành logistics, cũng như là để giúp các bạn hiểu được cái cách sử dụng các từ này một cách hiệu quả. Nói về cái quy trình hàng nhập trong vận tải hàng không á, thì như mình đã từng nói, nó đơn giản hơn cái quy trình hàng xuất, cũng như đơn giản hơn cái quy trình hàng nhập trong vận tải đường biển. Vì vậy nếu mà mình chỉ nói về các bước cơ bản thì sẽ có rất là ít từ để lọc ra cho các bạn. Cho nên là mình sẽ cố tình nói chi tiết một xíu để lọc được càng nhiều từ hơn cho các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái video ngày hôm nay nha. Bước đầu tiên của một lô hàng nhập thì nó cũng tương tự như hàng xuất, đó là khi mà các bạn nhận được cái hỏi giá. Thứ nhất là từ đại lý nước ngoài, người ta có thể hỏi các bạn một số các dịch vụ nội địa ở Việt Nam, hoặc là người ta có thể chỉ định công ty các bạn là nhận cái lô hàng đó, cũng như là thông báo cho cái người nhận hàng, người nhập khẩu ở Việt Nam. Thì cái loại này sẽ được gọi chung là hàng nomination, hay còn gọi là hàng chỉ định. Thứ hai là các bạn có thể nhận được cái hỏi giá từ bộ phận sale của công ty mình. Đó là những cái lô hàng mà sale của các bạn lấy được từ các khách hàng ở Việt Nam. Thì trong trường hợp này các bạn phải kiểm tra cái giá ở đầu nước xuất khẩu với các đại lý nước ngoài, cũng như là kiểm tra giá với các dịch vụ nội địa ở Việt Nam. Thì trong trường hợp này, những cái lô hàng này sẽ được gọi là hàng freehand, hàng của sale. Hai cái khái niệm này mình đã phân tích rất là kỹ trong một cái video trước, cũng như là chỉ ra mỗi loại thì sẽ có những cái điều kiện của thơm nào tương ứng trong hàng nhập. Mình sẽ để link của cái video đó trong phần mô tả phía dưới để các bạn xem lại nha. Bước thứ hai là các bạn sẽ nhận được cái pre-alert qua hệ thống công ty hoặc là qua email từ đại lý nước ngoài, hay còn gọi là overseas agent, hoặc là cái đại lý ở cái nước xuất khẩu á, còn gọi là origin agent. Riêng cái từ pre-alert thì mình đã giải thích trước đó rồi. Thì trong cái pre-alert nó sẽ bao gồm những cái thông tin, ví dụ như là cái chuyến bay, cái lịch trình bay của cái lô hàng đó và cái bộ chứng từ. Thì trong bộ chứng từ sẽ gồm những cái chứng từ cơ bản, ví dụ như là cái master airway bill là cái vận đơn chính liên đới giữa công ty holder và các hãng không, rồi cái house airway bill là cái vận đơn phụ, là cái chứng từ liên đới giữa công ty holder và khách hàng trực tiếp. Cái thứ ba là cái manifest, là cái bảng kê hàng hóa. Cái thứ tư là cái packing list, là cái phiếu đóng gói hàng hóa. Rồi cái tiếp theo nữa là cái commercial invoice, là cái hóa đơn thương mại. Đó là 5 cái chứng từ cơ bản của một lô hàng. Ngoài ra còn có một số chứng từ khác, ví dụ như là cái chứng nhận xuất xứ là certificate of origin, hay là cái phytosanitary certificate, là cái giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho một số mặt hàng, ví dụ như vậy. Trong cái bộ chứng từ này các bạn cũng phải biết kiểm tra một số thông tin quan trọng, ví dụ như là shipper là cái người gửi hàng và consignee là cái người nhận hàng trên cái bộ chứng từ đó. Rồi cái thứ hai là cái quantity, hoặc là number piece, là cái số kiện hàng. Rồi cái thứ ba là cái weight, là cái trọng lượng của hàng hóa. Tiếp theo nữa là cái goods description, là cái mô tả của hàng hóa. Rồi tiếp theo nữa là cái ETA, tức là ngày dự kiến cái lô hàng đó đáp. Thì đó là những cái thông tin quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp tới cái việc mà khai hải quan ở Việt Nam, cho nên là các bạn phải kiểm tra kỹ những cái thông tin đó. Bước thứ ba là sẽ bao gồm hai công việc song song. Công việc thứ nhất là các bạn sẽ tạo cả file của cái lô hàng đó lên trên hệ thống công ty. Thì mỗi công ty folder hay công ty logistics đều có một cái hệ thống gọi là cái in-house system hoặc là internal system để tạo file các lô hàng, quản lý các lô hàng, cũng như là xuất ra những cái chứng từ cần thiết. Công việc thứ hai là các bạn sẽ gửi cái bộ chứng từ cho consignee trên cái house airway bill, cái packing list commercial invoice và một số chứng từ khác. Nhưng mà các bạn không được gửi cái master airway bill và cái manifest. Lý do là tại vì một số công ty folder hay là công ty các bạn á, sẽ gom một số lô hàng từ nhiều khách hàng khác nhau thành một cái lô hàng lớn gọi là consolidation. Cho nên trên cái manifest nó sẽ sâu ra thông tin và chi tiết hàng hóa của những khách hàng khác nhau. Cho nên là hai cái chứng từ này các bạn không được gửi cho một cái khách hàng nào trên house airway bill cả.
Bước tiếp theo là các bạn phải theo dõi cái lịch trình, cái hành trình của cái lô hàng của các bạn. Thì các bạn có thể lên các website của hãng hàng không mà vận chuyển cái lô hàng đó để xem cái lô hàng của mình đang tới đâu. Có hai cái nguyên nhân chính mà các bạn phải theo dõi cái lô hàng của mình. Thứ nhất là các bạn chịu áp lực từ consignee, người nhận hàng ở Việt Nam. Có một số lô hàng gấp, người ta sẽ luôn luôn gọi các bạn hỏi là lô hàng này đã đến chưa, chừng nào đến, để người ta chuẩn bị một số những từ làm hải quan, ví dụ như vậy. Nguyên nhân thứ hai là khi mà có một số vấn đề xảy ra với hàng hóa, ví dụ như là cái lô hàng đó bị upload, tức là không được xếp trên cái chuyến bay mà các bạn đã book, mà hãng không người ta sẽ sắp xếp một cái chuyến bay khác gọi là rebook, hay là cái chuyến bay nó bị delay, tức là bị trì hoãn, giống như là trong các chuyến bay hành khách, thì nó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ cái lịch trình bay. Tiếp theo nữa là có thể cái lô hàng đó bị các hãng hàng không sắp xếp theo kiểu là từng phần, gọi là partial. Tức là ví dụ hàng của bạn có 10 kiện hàng thì người ta sẽ xếp là lên chuyến bay này 5 kiện, chuyến bay khác 5 kiện. Thì tất nhiên có khách hàng nào lại muốn cái lô hàng của mình bị chia 5 xẻ 7 như vậy đâu. Tại vì nó sẽ xảy ra một số vấn đề, ví dụ như là hàng bị nhầm với các khách hàng khác, hay là hàng bị mất, bị lạc, gọi là loss, hay là hàng bị hư hỏng, gọi là damage. Thì khi mà xảy ra những cái vấn đề như vậy á, các bạn phải báo cho cái origin agent để người ta liên hệ với các hãng hàng không để mà tìm cái phương án giải quyết. Tại vì người ta là người trực tiếp book ở cái nước xuất khẩu và người ta có quyền yêu cầu các hãng không tìm cái phương án vận chuyển cho lô hàng của mình. Thêm một cái trường hợp các bạn phải theo dõi nữa là có thể cái lô hàng đó tới sớm hơn so với cái ngày ETA, thì các bạn cũng phải báo cho khách hàng để người ta chủ động làm chuẩn bị các chứng từ để làm hải quan. Bước tiếp theo là khi mà cái chuyến bay vận chuyển lô hàng của các bạn đến nước nhập khẩu hay là đến Việt Nam á, thì mỗi hãng hàng không người ta đã chỉ định một cái kho hàng ở sân bay để đậu hay là đáp máy bay, cũng như là lưu trữ các lô hàng đó cho tới khi mà các công ty forwarder tới nhận hàng. Thì sau khi mà các kho hàng này người ta hoàn thành cái việc mà dỡ hàng hóa và đưa vào kho của người ta, thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo hàng đến hay là cái arrival notice từ các kho này. Trên cái arrival notice này nó sẽ có những cái thông tin cơ bản về hàng hóa như mình nói lúc nãy. Thứ nhất là cái số master area bill, số house area bill, số kiện hàng, số trọng lượng thực tế, cái sân bay của nước xuất khẩu, sân bay nước nhập khẩu. Và ngoài những cái thông tin về hàng hóa, các bạn còn phải đặc biệt lưu ý tới một cái thông tin, đó là ATA, viết tắt của từ là actual time of arrival, là cái thời gian thực tế mà cái lô hàng đó đến. Thì nó sẽ liên quan tới cái việc mà tính cái phí lưu kho hay là storage charge sau này, nên các bạn phải đặc biệt chú ý tới cái thông tin này. Và mình thấy là thông thường các kho hàng người ta cũng sẽ để cái câu cuối cùng trong cái thông báo hàng đến, đó là các công ty forwarder phải tới lấy hàng, tới nhận hàng hay tới clear hàng từ kho của người ta trong một thời gian nhất định nào đó để tránh cái phí storage charge. Bước tiếp theo thì mình cũng sẽ chia ra hai công việc nhỏ. Công việc thứ nhất là các bạn hiện trường sẽ ra ngoài kho hàng nhận cái bộ chứng từ gốc của cái lô hàng đó về. Thì như mình nói là trong vận tải hàng không, cái chứng từ gốc luôn luôn bay kèm theo hàng, cho nên các bạn sẽ nhận được cái bộ chứng từ gốc đó. Song song với công việc đó thì các bạn ở văn phòng á, sẽ lên cái hệ thống công ty mình và vào cái file của cái lô hàng đó mà các bạn đã tạo á, thì các bạn sẽ làm cái thông báo hàng đến của công ty mình với các thông tin cũng tương tự như các thông tin từ cái thông báo hàng đến của kho hàng, để gửi cho khách hàng càng sớm càng tốt, để mà người ta chuẩn bị những cái chứng từ cần thiết cho việc làm hải quan cũng như các dịch vụ nội địa khác. Khi mà các bạn hiện trường đã đem cái bộ chứng từ gốc đó về á, thì thông thường sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là công ty các bạn phải làm các dịch vụ nội địa cho khách hàng. Thì trong trường hợp này, các bạn sẽ gửi cái thông báo đến như lúc nãy cho khách hàng, cũng như là sẽ báo cho khách hàng chuẩn bị một số chứng từ để truyền tờ khai, để làm hải quan và cập nhật cái tình hình khi nào hàng được lấy ra khỏi kho, khi nào hàng giao về cho khách hàng, ví dụ như vậy. Trường hợp thứ hai là nếu mà consignee người ta tự làm các dịch vụ nội địa, thì các bạn sẽ chuẩn bị cái bộ lệnh giao hàng và để sẵn tại văn phòng, để người ta sẽ tới văn phòng các bạn lấy cái bộ lệnh đó và ra kho nhận hàng. Thì trong cái bộ lệnh đó sẽ bao gồm các chứng từ. Thứ nhất là cái bộ chứng từ mà các bạn đã gửi qua email cho khách hàng trước đó, nhưng mà ở đây sẽ là chứng từ gốc, bao gồm mà cái house area bill, packing list, commercial invoice và một số chứng từ khác. Cái tiếp theo nữa là cái lệnh giao hàng, gọi là delivery order. Nôm na nó là một cái thư ủy quyền mà công ty các bạn ủy quyền cho kho hàng để mà giải phóng hay release cái lô hàng đó cho người nhận hàng trực tiếp. Thêm một cái nữa là cái debit note hay là cái invoice của công ty các bạn mà để các bạn thu các chi phí từ khách hàng, và thông thường sẽ bao gồm một số chi phí như là phí DO, phí handling.
Bước cuối cùng là bước đóng file. Thì giả sử đối với trường hợp 1 thì các bạn phải chờ sau khi mà quá trình giao hàng hoàn thành thì các bạn mới nhập cái giá mua giá bán, mới chốt sổ xem cái lô hàng đó lời lỗ bao nhiêu. Nhưng mà trong cái trường hợp 2 thì nó đơn giản hơn á. Thì khi mà các bạn giao cái bộ lệnh cho khách hàng tự đi nhận hàng này nọ thì thực sự là các bạn đã đóng cái file đó ngay tại thời điểm lúc nãy rồi. Ok, thì trên đây là cái quy trình hàng nhập trong vận tải hàng không. Thực sự là mình đã cố gắng rất là nhiều để mà lọc ra một số từ vựng tiếng Anh cũng như để các bạn biết là cái quy trình hàng nhập nó diễn ra như thế nào. Nhưng mà tất nhiên là mình sẽ không thể nói chi tiết hơn được, tại vì mình sợ các bạn bị rối, các bạn không hiểu á. Nên là nếu mà các bạn không hiểu ở bước nào thì các bạn có thể để bình luận bên dưới để mà mình giải thích thêm. Mình thực sự rất là cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong những ngày vừa qua, và mình hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những video tiếp theo bằng cách là nhấn like, share và subscribe channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!